Chào mừng các bạn đến với Tổng Văn Tướng Kale, thiên thần phán quyết. Kale và người em sinh đôi của mình, Morgana, thiên thần sáng ngã, sắp hạ cánh xuống đấu trường tốc chiến trong bản cập nhật 2.6 sắp tới, mang tới sự phán quyết cuối cùng cho những kẻ dám thách thức tổng lý. Với khả năng thay đổi hình dạng thần thánh của mình, Kale sẽ có rất nhiều lợi thế đặc biệt trên đấu trường. Hãy cùng tìm hiểu Kale sẽ đem đến điều gì với bộ kỹ năng ấn tượng của mình nhé. Nội tại, thượng nhân cảnh giới của Kale cho phép cô tiến gần hơn với hình dáng thiên thần chính trực của mình hơn khi lên cấp. Ở mỗi hình dạng mới, cô có thêm lợi thế khi giao tranh. Ban đầu, đòn đánh thường giúp tăng tốc độ đánh. Khi cộng dồn tối đa, sẽ được tăng thêm tốc độ di chuyển. Tại hình dạng thứ hai, các đòn đánh thường sẽ chuyển thành đánh tầm xa. Khi ở hình dạng tiếp theo, đòn đánh thường sẽ bắn ra sóng lửa khi đạt cộng dồn tối đa. Khi đạt đến hình dạng tối thượng, tầm đánh tăng, hiệu ứng khi đạt cộng dồn tối đa sẽ có hiệu lực vĩnh viễn. Chiêu 1, hào quang trừng phạt của Kale sẽ phóng ra thánh kiếm, gây ra thương phép, làm chậm, giảm sát và kháng phép của kẻ địch. Chiêu 2, thiên giới ban phước sẽ hồi máu cho Kale và một tướng đồng minh, đồng thời tăng tốc độ di chuyển cho cả hai. Chiêu 3, kiếm tinh hỏa. Khi được kích hoạt sẽ giúp cường hóa đòn đánh thường kế tiếp thành đòn đánh xa và gây thêm sát thương phép tương ứng với lượng máu đã mất của mục tiêu. Khi Kale đạt đến hình dạng thứ 3 của A Flame, chiêu 3 sẽ ảnh hưởng lên toàn bộ kẻ địch gần đó. Chiêu cuối của Kale sẽ tạo hiệu ứng miễn nhiễm sát thương cho một đồng minh gần đó. Khi hết thời gian miễn nhiễm, Kale phóng một cơn mưa kiếm xuống quanh mục tiêu và gây sát thương phép. Vậy là chúng ta đã cùng điểm qua bộ kỹ năng gây ấn tượng mà Kale sở hữu. Hãy sẵn sàng để trải nghiệm sức mạnh tối thượng của thiên thần phán quyết và cùng đón chờ câu chuyện đằng sau mối thâm thù giữa Kale và người em song sinh của mình tại đấu trường tập chiến. Còn bây giờ, hãy cùng chiêm ngưỡng tạo hình của Kale cùng trang phục Kale lục bảo. Kneel before the light.